Rồi. Cái bài đầu tiên là nó nói về cái thằng control layout ha, control layout mình sẽ xây dựng bằng cái control layout mình sẽ xây dựng như thế nào ha. Rồi, vậy thì để mà mình xử lý cái thằng này á rất là dễ các bạn ha. Các bạn có thể là kéo thả thôi cũng được ha. Để chờ xíu nha các bạn, chờ xíu để mình xóa cái bài cũ đi cả. Đây. Rồi, ok. Thằng này xóa luôn. Rồi. Đấy. Các bạn thấy rõ mà đúng không? Ok. Rồi, bài đầu tiên ha, mình sẽ tạo ra một cái layout này. Rồi, mình đặt tên cho nó là bài 1. Rồi, ở đây mình set lại nó là custom của cái này đây. Rồi, ok. Rồi, thì khi mà các bạn tạo ra một cái activity hay là các bạn tạo ra một cái layout ấy thì nó sẽ có một cái mặc định luôn, nó sẽ là cái thằng control layout này nè. Control layout này. Thì cái thằng control layout này á nó có một cái đặc tính là các bạn phải neo những cái widget đó, widget của mình đó, mình phải neo nó tối thiểu là ba cái hướng nha, ba cái hướng ha. Ví dụ như ở đây, ví dụ như cái phần bài tập của mình nè. Nó bảo mình là thiết kế một cái giao diện nó như thế này. Mình sẽ có cái tên này, rồi mình có cái edit test, rồi mình có cái tên edit test, mình có button. Rồi thì làm sao mà mình có thể là mình thiết kế lên như thế này. Thì các bạn có thể là kéo thả ha, các bạn cứ kéo thả nha. Các bạn đầu tiên là các bạn nắm một cái test view này, các bạn bỏ vô đúng không? Ok, nó có cái test view. Rồi sau đó là gì? Ở đây nó sẽ có bốn cái hướng, trên dưới trái phải. Trên dưới trái phải này thì các bạn chỉ còn là gì, nắm nó và các bạn neo nó thôi, neo qua, neo qua những cái hướng rồi sau đó là gì, ở bên này nó sẽ thấy, các bạn sẽ thấy đây cái tên này nè, cái thằng test view tên này nó sẽ cách cái ở trên, có nghĩa là nó margin á, margin ở trên là 40 dB. Các bạn sẽ thấy cái số 40 đây, là đồng nghĩa với việc là gì, đây các bạn click vô cái thằng test view này. Rồi, ở bên cái control layout widget này các bạn chỉ cần là điền ngay cái chỗ này nè, các bạn điền 40. Đấy. Thì ngay lập tức là các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ cách ra một cái khoảng cách là 40. Các bạn sẽ thấy ở đây nha. Đấy, các bạn sẽ thấy đây, 40 nè. Ha. Rồi, mình thấy tiếp tục là gì? Ở đây nó sẽ cách một cái khoảng cách là 8 dB ở đây. 8 dB ở đây. Rồi, sau đó là cái edit test này nó cũng cách cái thằng này 8 dB. Ok, vậy thì ở đây mình xử lý tiếp thôi. Nó cách 8 dB đồng nghĩa với việc là cái bên trái này nó sẽ là 8 dB. Đó, thì những cái thằng này nó chính là gì? Margin thôi ha, margin layout thôi. Nó không có gì hết trơn. Gì đây? Thầy cho em điểm danh thầy ơi. Ok, bạn tên gì? Long hả? Cô Lê Hải Long ạ. Rồi, ok. Dạ, cho em điểm danh luôn thầy ơi. Bạn tên gì? Dạ, Trần Thiên Tân thầy ạ. Tân. Rồi, ok. Rồi, tiếp nha. Cái này 8 dB xong, đúng không? Rồi, sau đó là gì? Các bạn cứ set set những cái thuộc tính như bình thường thôi. Ví dụ như là ở đây các bạn set test test cho nó, đúng không? Ví dụ như ở đây là nó chính là cái thằng user đi. Đấy, user. Rồi, ok. Rồi, các bạn có thể là set size cho nó rồi gì đó vân vân ha. Ngay ở trong cái thằng attribute này nè. Đó, các bạn muốn set cái gì thì các bạn set nó. Đấy, 70 SP đi chẳng hạn. Đó. Đó, các bạn sẽ thấy nó bự bự vậy. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo là gì? Mình có cái edit test ha, mình có cái edit test nha. Rồi, edit test ở đây. Kéo cái edit test qua. Rồi, ok, edit test ha. Thì edit test này nó cũng tương tự như cái thằng kia luôn. Các bạn sẽ thấy là cái thằng này với cái thằng này nó ngang hàng với nhau, thế nên là nó cũng phải neo ở phía trên. Và cái khoảng cách neo ở cái phía trên này nó cũng vẫn là 40 dB. 40 dB ha. Rồi, nó sẽ có thêm một cái nữa là gì? Nó sẽ neo cái gì? Nó sẽ neo bên phải. Nó sẽ neo bên phải ở đây. Và nó neo cách ra là 8 dB. Rồi, và hai cái thằng này nó bắt buộc nó phải neo với nhau nha. Đây. Đấy, ha. Nó neo với nhau nha. Và ở đây mình sẽ xét cái thằng này á, là nó là map parent. Map parent. Map parent. Không 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 không. Để nó lại red content cái đã. Rồi, mình phải neo cái thằng này qua cho thằng này luôn ha. Neo rồi đúng không?
Startup không DB. Ok. Thằng này là bên trái đúng không? Ok. Rồi đấy ha, nó sẽ canh ra, nó sẽ canh ra cho mình. Đó, mình sẽ set cái độ của cái thằng này nè, cái width của thằng này nè, nó sẽ là 0 dB ha. Có nghĩa là nó sẽ phụ thuộc vào cái độ rộng của cái thằng username này. Nó rộng bao nhiêu thì nó sẽ rộng, nó co thôi. Nó co với cái thằng này ha. Rồi, tương tự như vậy ha, mình cũng có tiếp tục, ví dụ như ở đây mình có một cái test view nữa và nó nằm ở dưới này đúng không? Đấy, và nó cách ở đây là bữa nãy mình thấy là 42 dB đó. Đó, và các bạn cứ làm tương tự ha. Rồi, size. Này là 30 SP này. Đó, ok. Đó, bự bự vậy. Rồi, cái test của nó nha. Đó, các bạn cứ làm tương tự ha. Rồi, và sau đó là gì? Các bạn cũng kéo một cái edit test vô, rồi các bạn cũng neo như bình thường ha. Các bạn cũng neo nó, neo như bình thường ha. Và khi mà các bạn làm xong cái thằng này rồi á, thì chúng ta sẽ có một cái giao diện nó như thế này ha, một cái giao diện như thế này ha. Được không? Được không? Được không? Được ha. Cái này dễ đúng không? Ok không? Ok không? Ok không? Ok không? Ủa, không ok thì nó không ok thôi. Sao? Có cần phải nói lại không? Có cần phải nói lại không? Hả? Dạ có thầy. Ủa? Sao? Nói lại cái phần nào nè? Cái này là bạn chỉ còn, mình chỉ còn là gì, thiết kế theo cái giao diện thôi. Ví dụ như ở đây mình sử dụng Constraint Layout thì các bạn kéo thôi, kéo và các bạn neo nó thôi, neo những cái hướng nó thôi. Chứ đâu có gì đâu, đúng không? Kéo một cái, ví dụ như ở đây mình kéo một cái test view ra đúng không? Thì mình phải neo ha, mình phải neo ít nhất là phải là ba cái hướng ha, ba cái hướng bất kỳ các bạn muốn neo như thế nào, tùy theo cái giao diện của mình đó, mình neo như thế nào đấy ha, cho nó phù hợp ha. Ví dụ đây mình kéo một cái edit test ra thêm một cái nữa nè. Rồi, cái thằng này nó cũng phải neo, neo ha, nó phải bắt buộc là nó phải neo hết toàn bộ những cái thằng này đấy. Rồi, kéo xuống xíu. Đó, cái này là 42 nè. Đó. Rồi sau đó là gì? Các bạn có thể canh chỉnh ha. Canh chỉnh làm sao mà nó cho nó phù hợp. Ở đây các bạn sẽ thấy ở đây nè. Ở đây trong cái bài của mình á, các bạn có thấy để ý là cái chỗ edit test này nè các bạn ha. Nó sẽ không có sử dụng cái mực kim padding. Quên, nó sẽ không có sử dụng cái map parent red content mà nó sẽ set set thẳng thôi. Nó sẽ set cứng một cái giá trị nào đó cho hai cái giá trị này ha, set cứng cho hai cái giá trị này. Thế nên là các bạn cứ cứ việc set thôi. Các bạn cứ set theo y chang như cái hình là được ha. Ví dụ như ở đây cái edit test này nè, cái width của nó là 272 đúng không? 272 và cái height của nó là 38 dB. Ok, vậy thì ở đây các bạn cứ set y chang nó thôi. Nếu như các bạn không có thích cái thằng này thì các bạn cứ có thể là set y chang như cái thằng kia thôi, 272 này. Đó, 272 dB đúng không? Đấy, ví dụ như vậy, 272 dB. Rồi, cái thằng này nó sẽ là gì? 38 dB đúng không? Đó, các bạn cứ set thôi. Cứ set cho nó theo nó ha, 38 dB. Đấy, ha. Đấy, như thế này. Và các bạn sao cân chỉnh lại cho nó đẹp thôi. Cân chỉnh lại cho nó đẹp một xíu ha. Ví dụ ở đây nó bự quá thì mình sẽ set cái size nó nhỏ lại thôi ha. Các bạn có thể tùy chỉnh ha. Các bạn muốn tùy chỉnh cái của mình nó như thế nào thì các bạn có thể tùy chỉnh theo nha. Rồi, tương tự cho những cái thằng kia ha. Các bạn cứ kéo thả thôi. Cái này mình xài bằng giao diện mà. Thế nên là nó rất là dễ. 272 38. Ok, 272 dB. Rồi, 38 dB. Đó. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là gì khi mà mình neo như vậy và cái thằng này cũng là 8 dB luôn này. Đấy, ok. Đó, thì các bạn làm một hồi là nó sẽ sao? Nó sẽ giống thôi, nó giống giống y chang như cái thằng kia thôi. Ok. Đó ha. Đó, các bạn điều chỉnh sao cho nó đẹp là được nha. Rồi, cái thằng này thấp xuống một xíu. Sai. 24 thôi. Đó, ha. Đấy, nhỏ nhỏ vậy thôi. Đấy, và tương tự mình có thêm gì cái button đấy ha. Button, và ở đây mình cũng phải neo ha. Neo neo bên bên trái nè, neo bên trên nè. Đấy ha. Rồi các bạn muốn nó cắt xuống xíu, các bạn cắt ra. Đó là được ha. Đó, đây là cái cách mà các bạn sẽ sử dụng cái Constraint Layout mà ở
ở trên cái thằng designer ha, để các bạn có thể xử lý ha. Các bạn có thể là muốn là canh chỉnh như thế nào đó cho nó đẹp một xíu cũng được nha. Đấy. Được không ạ? À? Được không? Được không? Đó. Nha. Rồi. Cái này là cái thằng content ha, cái thằng này là cái thằng content layout nha. Được không? Được không? Được không? Ok ha. Rồi, mình sẽ qua cái bài số 2. Cái bài số 2 này. Cái bài số 2 là thay vì là nó bảo mình sử dụng content thì ở đây nó bảo mình á là mình sẽ sử dụng cái linear, sử dụng cái linear layout để mình có thể là xử lý, mình thiết kế cái giao diện cho cái thằng linear. Vậy thì ở đây mình cứ sao? Mình cứ tiếp tục sử dụng cái thằng linear thôi. Không có vấn đề gì hết ha. Đây, tạo ra một cái layout mới ha. Đấy. Nhận nhầm rồi. Tạo ra một cái layout mới nha. Layout mới nè. Rồi, mình sẽ chọn ở đây là cái bài bài số 2 ha. Và khi mà chọn layout mới ở đây á thì các bạn sửa lại cái thằng này luôn cũng được, sửa lại thằng này thành linear luôn cũng được. Đây ha. Đấy, sửa lại thằng linear nha. Rồi, nhấn ok. Thì nó sẽ tạo cho mình cái gì? Tạo cho mình cái thằng linear thôi. Tạo cho mình cái thằng linear thôi ha. Ở đây mình chỉnh lại theo cái kích thước của cái máy ảo đi để tí hiển thị lên cho nó đẹp ha. Rồi, đây. Linear và ở đây nó sẽ là mặc định, nó sẽ là vertical luôn rồi nè. Thì ở đây các bạn có thể kéo thả như mới nãy constraint cũng được, hoặc là các bạn không thích các bạn code cũng được. Code cũng được luôn. Không có gì mà đắn đo hết. Rồi, ví dụ như ở đây mà mình code đây. Mình code thì các bạn sẽ thấy là gì? Ở đây mình có hai cái edit test đúng không? Rồi mình có hai cái nút, một cái nút login, một nút cancel. Rồi vậy thì ở đây mình tiếp tục mình xử lý thôi. Đây, ví dụ như ở đây mình code nha. Edit test đúng không? Rồi, mark parent content đúng không? Đó. Rồi mình cho nó một cái hint đúng không? Ví dụ như là email đi. Đó, nó sẽ có cái thằng này. Rồi, sau đó là gì? Edit test. Mark parent wrap content. Rồi, hint đúng không? Nó là ví dụ password đi. Đó, quá quá dễ luôn. Rồi, ở đây là nó đang nằm hàng ngang đúng không? Hàng dọc đúng không? Bây giờ hai cái nút á, hai cái nút nút can nút login và nút cancel á, nó đang nằm hàng ngang như thế này. Vậy thì để mà mình làm nằm hàng ngang này thì mình sẽ đúng rồi, mình sẽ làm thêm một cái layout nữa đúng không? Mình sẽ viết vào trong này nè. Đấy, mình tạo ra một cái thằng linear layout nữa nha. Đúng rồi đó. Ok. Và trong này là mình chỉ cần là gì? Mình chỉ cần gọi những cái button ra thôi, đúng không? Wrap content test test ha. Test rồi, login nè. Đó, ok. Đấy. Và gì? Button wrap content rồi test nó là cancel đó xong. Rất là đơn giản ha. Rồi đấy, đó là cái thằng linear bài số 2. Rất là dễ. Các bạn sẽ thấy là gì, nãy á, cái control layout mà các bạn thấy không, khi mà mình làm á, mình kéo thả đồ nó lâu lắc mình, nhưng mà mình code một cái nào đó thì nó sẽ nhanh hơn ha. Cho nên là các bạn tập, các bạn code đi cho nó dễ ha. Rồi cái đó là cái bài số 2 ha, rất là dễ thôi. Edit test linear rồi button. Rồi bài số 3 nó bảo mình là sử dụng grid layout. Ok, cái thằng grid layout này nè các bạn, grid layout này nó sẽ tương tự như là cái thằng linear vậy đó ha, nhưng mà ở đây nó sẽ chia theo cột. Nó sẽ chia theo cột nha, nó chia theo cột. Rồi vậy thì thằng này mình sẽ xử lý như thế nào? Rồi, bài số 3 nha. Bài số 3. Đây. Yên tâm nha, mình có record hết, yên tâm. Bài 3. Rồi. Rồi, bài 3 nha. Bài 3 á, nó bảo mình là mình sẽ sử dụng cái grid layout. Ok, vậy thì ở đây cái constraint layout này mình sẽ đổi lại thành grid layout ha. Các bạn có thể đổi khi mà cái lúc mà các bạn tạo tạo cái layout cũng được các bạn. Đây ha, như mới nãy mình tạo cái thằng linear đó, khi mà các bạn new một cái thằng này nè. Đó, các bạn không thích đổi ngay ở trong cái code thì các bạn đổi trực tiếp ngay chỗ này cũng được luôn. Đấy, các bạn chọn grid layout thì nó tạo ra một cái file, nó sẽ set mặc định là cái thằng thằng cha, thằng layout cha nó sẽ là grid layout luôn ha. Rồi, còn nếu như mà mình quên đổi thì các bạn cứ sửa cái thằng này lại thôi. Không có gì hết. Rồi, thì cái thằng grid layout này nó sẽ có hai cái thuộc tính mà các bạn cần lưu ý. Đó là cái thuộc tính về column count và row count. Rồi, một thuộc tính đầu tiên là cái thuộc tính row count, row
cow rau chứ, cow rau, rau cow chứ, ok, rau cow ha. Vào cái thuộc tính thứ hai là column cow. Sao không bao giờ mà viết ra được cái từ đó vậy ta? Column. Đây, ok, column cow. Rồi, bây giờ mình đố các bạn cái rau cow nó chỉ cái gì mà cái column nó chỉ cái gì? Rau là nó chỉ cái gì mà column nó chỉ cái gì? Bây giờ read layout là có nghĩa là nó chia theo dòng và cột đúng không? Rồi vậy thì cái row này nó chỉ cái gì mà cái column này nó chỉ cái gì? Đứa nào chỉ dòng, đứa nào chỉ cột? Row là dòng, row là dòng. Trời ơi khổ ghê á. Đây. Đây 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 đây. Google dịch luôn. Sợ quá. Đây. ROWS hàng. Hàng nha, hàng rồi cái thằng kia là column. Đó là cột nha, ok không? Khổ quá mà. À, rồi. Vậy là cái thằng này nó sẽ chỉ cái hàng ha. Và cái thằng column nó sẽ chỉ cái cột nha. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ chia thôi. Mình chia thôi ha. Cái bài này á nó viết như thế này nè các bạn. Cái này là không biết là nó design ở đâu á, nó chứ không phải là trong cái thằng Android, thành nên là mình cứ chia như thế này nè. Các bạn thấy ha, cái thằng này á mình sẽ chia làm bốn cột. À, bốn cột nha. Bốn cột, ba cột thôi, ba cột thôi. Tại vì sao ba cột? Có nghĩa là vậy nè. Cột đầu tiên á nó chính là cái cột mà nó chứa cái chữ email address với password ở đây. À, cột thứ hai là nó chứa cái edit text và cột thứ ba nó sẽ là chứa cái nút next này. À, và sau đó là mình sẽ có những cái dòng, mình sẽ có 1 2 3 4 5 dòng. À, mình có 5 dòng và 3 cột nha. Rồi vậy thì ở đây mình sẽ xử lý thôi. 5 dòng 3 cột có nghĩa là 5 row và 3 cái cột này. À, rồi các bạn lưu ý nha, cái này là count có nghĩa là đếm á, có nghĩa là tổng số dòng và tổng số cột ở trong cái grid layout đó là bao nhiêu thì các bạn khai báo ở đây nha. Rồi, sau đó là bắt đầu mình xử lý thôi. Rồi, xử lý nha, xem nha. Mình sẽ có một cái test view. À, đây đây đây, đầu tiên là mình sẽ có cái test view, nó ghi chữ email setup đúng không? Ok. Vậy thì ở đây mình cứ xử nó trước đã. À, mình sẽ cho nó ở đây mình sẽ có hai cái thuộc tính mà mình còn quan tâm nữa, đó là layout column và layout row. Layout column và layout row nó sẽ chỉ xem thử cái widget đó nó nằm ở vị trí nào ở trong cái bảng của mình ấy. Ha, à, ở trong cái bảng của mình. À, đây đây đây. À, bật cái Excel lên hả? Bật Excel lên để cho các bạn dễ hình dung nha. Đây, ví dụ như vậy. Đúng không? Mình sẽ có bao nhiêu đây ta? Đây. Rồi, 5 dòng và 3 cột đúng không? Ok. 5 dòng 3 cột đây. 2 3 4 5. Đây nè, ha. Mình in đậm cái rồi. Rồi đấy, ha, 5 dòng 3 cột như thế này. Thì có nghĩa là gì? Cái layout row với lại là layout count á, nó sẽ quyết định xem thử cái widget đó nó nằm ở trong cái những cái ô nào ở trong cái grid layout của mình ha. Thì nó sẽ tính bắt đầu từ số 0 nha. 0 1 2 nè. Cái này là 0 1 2 3 4. Đấy. Ha. Bắt đầu tính là số 0 nha ha. Đếm á, là nó sẽ là đếm 3 nè. Đếm 3 đúng không? Có tổng cộng là 3 cái cột. Nhưng mà vị trí thì nó sẽ bắt đầu vị trí số 0, vị trí số 1 và vị trí số 2 nha. Đấy, trong lập trình nhớ cái vụ này. Nhưng mà công tí làm cái quên ấy, sai á. Rồi, vậy thì cái thằng đầu tiên là cái thằng email setup của mình ấy. Thằng email setup của mình thì các bạn sẽ thấy là gì? Thằng email setup của mình á, là nó đang nằm ở giữa, đúng không? Nó nằm ở giữa một cái khung. À, nó nằm ở giữa một cái khung nha. Các bạn đừng có để ý cái vụ chia khung này nha, kệ nó. Các bạn chỉ cần xem cái nội dung thôi. Đó, email setup nó nằm ở giữa. Thì ở đây các bạn có thể là gì? Một là các bạn sẽ set cái column của mình. À, cái layout column của mình nè. À, layout column của mình nó sẽ nằm ở vị trí số 1, đúng không? Đây, các bạn sẽ thấy đây. Column là nó chính là cái thằng này, đúng không? Column là thằng này nè. Còn cái thằng row là cái thằng này. À, đây nha, mình ghi chữ column nha. Rồi, cái thằng này là nó chỉ là thằng row nè. Đó. Thì mình muốn set nó là gì? Mình muốn set nó là cái email setup nó nằm ở đây.
nó nằm ở giữa của cái đống này thì có phải là nó sẽ column của nó là số 1 và cái ra của nó là số 0, đúng không? Đúng không? Rồi vậy thì ở đây mình sẽ là gì? Column 1 và row của nó là row 0. Layout row này nó là row 0 ha. Rồi và ở đây mình sẽ cho một cái test email setup. Rồi ok. Rồi, để yên đó, từ từ tí nữa mình sẽ tính tiếp. Rồi, tiếp theo. Các bạn vẫn chưa thấy là nó hiển thị ra gì đâu, tại vì là mình chưa có dựng xong hết á, thành nên là các bạn chưa thấy đâu. Rồi, ở đây mình tiếp tục là mình có cái từ là you can config email in just a few steps gì đó vân vân, đúng không? Vậy thì cái thằng này mình mong muốn là gì? Nó nằm ở cái dòng số 1 ha, nhưng mà cái column là column 0, có nghĩa là mình sẽ mong muốn là nó nằm ở đây nè. Nó nằm ở đây nè, cái khúc nó nằm ở đây nè các bạn. Đấy, mình mong muốn nó nằm khúc này. Thì có nghĩa là gì? Nó sẽ là nằm ở cái column là vẫn là column số 0 và cái row của nó là row số 1 nha. Rồi ok, column 0 row 1 ha. Vậy thì ở đây mình sẽ cho tiếp một cái test view. Rồi, ở đây là column của mình, nó sẽ là column 0 và row của mình nó sẽ là row 1. Rồi, ở đây mình sẽ có một cái test cái gì đó you can config email gì đó vân vân nha. Config f config config email gì đó vân vân ha. Rồi chấm 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 ấy. Đó ha, rồi. Đó. Rồi tiếp tục. Đấy các bạn sẽ thấy này, khi mà cái thằng này mà nó vào cái số 1 liền á, nó vào cái dòng 1 và ở column 0 liền thì các bạn sẽ thấy là cái thằng email setup này nó đẩy vô này. Nó đẩy vô chính giữa liền. Các bạn sẽ thấy liền ha. Đây, ban đầu nếu như mà các bạn chưa có làm cái thằng này nè. Chưa có làm cái thằng này nha. Thì các bạn sẽ thấy là nó vẫn nằm cái email setup nó nằm ở bên trái đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn thêm vô thì nó tự động nó đẩy liền. Nó đẩy liền nha. Rồi, tiếp theo là gì? Mình sẽ có cái gì nữa? Ở trong cái thằng này á thì mình sẽ có thêm là một cái edit test ngay chỗ này, đúng không? Username ở đây thì mình sẽ có một cái edit test ở đây, đúng không? Đây. Review của mình đây, mình có edit test ở đây. Thì nó sẽ là cái gì các bạn? Column 1 và row của nó cũng là row 1 ha. Column 1 row 1 thì nó nằm ở đây ha. Rồi ok, vậy thì ở đây mình sẽ chờ tiếp ha. Mình sẽ có một cái edit test. Rồi, column của mình nó vẫn là column 1 nè và row của nó là nó sẽ ở vị trí là số 1. Ha, row của nó là vị trí số 1. Rồi, ở đây mình sẽ có một cái test ha. Test thì ở đây mình test hint chứ. Hint hả? Hint. Rồi ok, input gì đó, nhập email gì đó vân vân ha. Rồi ok. Ủa? Thiếu cái username hả? Thiếu cái username các bạn. Cái này là you can config mà, đúng không? You can config, thành nên là mình thiếu cái username của nó rồi. Hèn gì nó lại nằm ở trong cái hàng này. Bị nhầm nha. Tại vì là gì? Cái you can config là nó nằm ở hàng này, còn email address là nó nằm ở dưới. Chưa làm cái thằng này mà vội làm thằng này rồi. Thế nên là gì? Ở đây mình thêm vô. Thêm một cái test view nha. Thêm một cái test view. Và cái test view này nó sẽ là ở row, là nó sẽ là row số 2 ha, và column của nó là column 0. Rồi. Test cho nó là ví dụ như là email đi ha, email. Đó. Đó. Và cái thằng này nó sẽ là gì? Column là column 1 này và row của nó là row 2. Đó, đúng không? Ha. Đấy, email ở đây, vậy nhập email ở đây. Ha, ok ha. Rồi, từ từ mình sẽ xử lý tiếp nha, từ từ mình sẽ xử lý để cho nó chính xác tiếp. Cắt vô đi để cho các bạn dễ thấy. Rồi, và tương tự như vậy, mình cũng sẽ có một cái test view, một cái edit test luôn, copy nha ha. Rồi, và cái thằng này mình chỉ còn là gì? Tăng cái row lên thôi, đúng không? Nó đang ở số 2 thì ở đây là số 3. Đấy, số 3. Đó, và cái thằng này nó chính là gì? Password này. Password ha. Rồi cái này là nhập password. Đó, ok ha. Rồi từ từ mình tính tiếp. Và cái cuối cùng mình sẽ có là gì? Một cái button, đúng không? Một cái button ha. Và nó sẽ nằm là ở cái row của mình là nó row số 4 ha. Và column của mình sẽ để cho nó là số bao nhiêu đây? Số 4. Ok, là số 2 ha, số 2 ha. Row column của nó là số 2. Rồi, sau đó là mình sẽ cho một cái test. Một cái test ha, ví dụ như là login đi. Đó, chẳng hạn ha. Đó. Rồi, ok. Đó, ha. Rồi, vậy thì bây giờ các bạn sao? Các bạn có thể là gì? Tùy chỉnh cái thằng này lại ha. Ví dụ như ở đây, các bạn sẽ thấy là gì? Cái thằng này nè,
Cái thằng này nha, các bạn thấy cái thằng mà you can config email này nè các bạn. Khi mà các bạn viết dài ra nữa nha, you can config email đồ gì đó, just gì đó ha, thì các bạn sẽ thấy là gì, nó càng ngày nó càng đẩy ra, đúng không? Đẩy những cái thằng này ra ha, đẩy những cái thằng này ra này, đấy, viết càng dài là nó càng đẩy ha. Vậy thì ở đây khi mà read layout này nó giống như là cái việc mà các bạn làm thấy sale vậy đó, thì có nghĩa là gì, mình có thể là gì, gộp được, gộp những cái dòng và gộp những cái cột lại được với nhau ha. Vậy thì để mà làm được cái việc đó, mình sẽ sử dụng một cái thuộc tính, nó được gọi là span. Span thì ở đây mình thấy cái thằng you can email này nè, nó nằm ở trên đúng một cái hàng thôi. Vậy thì mình có thể là gom những cái cột ở trên cái hàng đó lại là một. Hiểu không? Đây, ví dụ như cái cột này với lại cái cột này, đúng không? Là nó đang chia cột rõ ràng nè. Thì khi mà cái nội dung của một cái cột mà nó dài ra thì nó sẽ đẩy. Thế nên là bây giờ mình sao? Mình giống như là mình merge nó lại đó. Ha, mình merge nó lại để cho làm gì? Cái nội dung nó được dài hơn mà nó sẽ không đẩy những cái thằng khác. Ha, thế nên là ở đây mình sẽ sao? Mình sẽ là column span ha, đấy, column span, và mình sẽ span bao nhiêu thằng. Ví dụ như ở đây mình sẽ span 3 thằng luôn. Đấy ha, span 3 thằng thì các bạn sẽ thấy là gì? Đây, nó sẽ gọn lại nè. Và đồng thời khi mà các bạn sử dụng cái span này thì các bạn phải sử dụng giúp cho mình cái layout graffiti và các bạn chọn là fill horizontal nha. Fill horizontal nha, có nghĩa là gì? Đây, khi mà các bạn span như vậy, các bạn ngay lập tức các bạn sẽ thấy là gì? Đây, click vô cái thằng test view này, nó sẽ sao? Nó sẽ full hết nguyên cả cái cụm này luôn. Đấy, full hết nguyên cả cái cụm này luôn nè. Nếu như ban đầu mà các bạn không có sử dụng cái column span với cái horizontal này thì nó sẽ xảy ra tình trạng là nó lấy có một khúc này à, nó sẽ không có full ra được. Còn nếu như mà các bạn làm thì nó sẽ sao? Nó sẽ full ra. Và tương tự như vậy luôn các bạn ha, tương tự như vậy ha, column 3 đúng không? Ok. Rồi, tương tự như vậy thì mình có thể là gì, xử lý những cái thằng email này ha, xử lý những cái thằng email này cũng được luôn nha. Rồi, thì xử lý những cái thằng email này ấy, cũng vậy. Từ từ để mình coi thử, column 3 thì nó hơi nhiều ha. Column 2 tại vì cái thằng này nó đẩy ra thì nó sẽ đủ ha. Rồi, mình thử thôi ha. Ở đây mình copy đi ha, copy rồi mình bát vô cho nó lẹ. Rồi, Ctrl C này. Email đúng không? Edit test đúng không? Ok, cái này mình để 2. Đó, các bạn sẽ thấy là nó full ra nè. Ha, nó full ra ha. Rồi, cái thằng này mình có thể để 3 cũng được. Cái này để 3 lại đi. Rồi, ok. Đó, các bạn sẽ thấy nha, full ra. Rồi, cái thằng password này cũng tương tự luôn. Mình cũng sẽ thấy là các bạn sẽ thấy nó full ra. Đó, full ra ha. Và ở đây các bạn muốn cái thằng login này nè, nó nằm ở bên này, đúng không? Nó nằm bên phải này chứ các bạn không thích nó nằm ở giữa. Thì các bạn chỉ cần là gì? Ngay cái chỗ này các bạn sẽ set graffiti cho nó ha. Graffiti của nó sẽ là ở N ha. Đấy, nó nằm N. Đó. Rồi, email setup này các bạn muốn cho nó nằm ở giữa luôn, đúng không? Ở giữa luôn thì các bạn chỉ cần là gì? Các bạn cho nó ha, set cho nó. Rồi, cái thằng này á các bạn sẽ cho nó bằng số 0 luôn. Đó. Round 0 span 3. Đấy. Và sau đó là gì? Các bạn sẽ set graffiti cho nó ha. Graffiti center. Đấy ha, graffiti center. Đấy, các bạn sẽ thấy là gì? Mình có thể là set up được grid layout theo những cái khung. Các bạn sẽ thấy ha, nó chia ra rất là đều. Sử dụng grid layout nha. Đó, được không ạ? Được không? Được ha. Đó, rất là dễ ha, nó không có khó. Nè, nó không có khó ha. Các bạn chịu khó, các bạn xem canh cho nó kỹ một xíu thôi, chứ không gì hết trơn nha. Rồi, cái đó là cái bài số 3. Cái bài số 3 nha. Rồi, mình sẽ có thêm một cái bài nữa, đó là cái bài số 4 này. Bài này khá là hay. Bài số 4 này nó bảo mình là gì? Sử dụng cái frame layout để mình show được hình ảnh của những lá bài. Nhưng mà mình sẽ không trực tiếp đưa những cái hình ảnh này vào trong cái file XML, mà mình phải viết bằng cái mã là mã Java, có nghĩa là mình phải viết code Java tự dựng cái layout lên ha, tự dựng cái layout lên và mình viết bằng cái code Java ha. Rồi, vậy thì cái thằng này mình sẽ làm như thế nào? Rồi, đầu tiên mà để làm cái thằng này á thì mình sẽ gửi cho các bạn cái này, gửi cho các bạn cái hình bộ bài nha, để các bạn làm chứ 32 đúng không? Ok. Đấy, các bạn đào cái hình bộ bài này về nha, để các bạn làm cái bài số 4 giúp mình. Rồi, thì cái mình có cái bộ bài rồi. Đây.
hình bộ bài đây, ok này nha. Đó, mình có một đống vậy. Bây giờ mình lấy 5 cái, 5 cái thôi nha, mình làm mẫu 5 cái thôi. Đó, đầu tiên là các bạn phải đao cái bộ bài về, giải nén ra, mình có một đống cái hình. Rồi sau đó là gì, mình sẽ copy. Copy mấy cái hình ha, các bạn muốn mấy cái hình thì các bạn cốp. Ở đây năm đủ 52 lá luôn á. Muốn muốn sao cũng được hết đó. Rồi, sau đó là gì? Các bạn sẽ bỏ vô trong cái project, thì thông thường mình sẽ bỏ vô trong bitmap ha. Rồi, ok, nhận vô. Rồi, ok. Đó, mình sẽ có 5 cái hình. Năm cái hình nha. Rồi, sau khi mà mình có 5 cái hình xong thì mình sẽ bắt đầu là mình xử lý thôi. Ở đây nó bảo mình là gì? Mình sẽ dùng frame layout để show những cái lá bài này, thì chắc chắn là cái thằng layout cha của mình nó phải là frame layout rồi. Chắc chắn nó phải là frame layout. Thế nên là mình sẽ sử dụng cái main nativity nha, mình sẽ chạy thằng main nativity nha. Thì mình sẽ sửa main nativity này. Mình sẽ sửa lại cái thằng này, nó chính là frame layout. Rồi, đơn giản vậy thôi. Và sau đó là gì? Để mà mình xử lý được cái thằng này ở bên Code Java thì mình phải đặt ID cho nó để mình ánh xạ, đúng không ha? Đặt ID cho nó để ánh xạ. Nên ở đây mình đặt ID cho nó là frame layout. Đó, rồi. XML của mình như vậy thôi, không có gì nữa hết. Rồi, sau đó là gì? Mình qua main activity mình xử lý thôi. Xử lý công việc đầu tiên mình luôn luôn mình nhắc các bạn ha, đó là gì? Mình phải ánh xạ nếu không là nó quên. Nó quên là coi chừng lên là một cái là nó lỗi liền. Thế nên là ở đây mình phải ánh xạ nó. Nha, mình ánh xạ ha. Rồi, ánh xạ thì mình gọi cái frame layout ra thôi. Mình gọi cái frame layout ra. Rồi, phải về bài đi ha, r.id chấm frame layout. Rồi, đấy ha. Frame layout, ánh xạ một một cái duy nhất thôi. Chỉ có một mình cái thằng frame layout mới nãy mình đặt ID thôi là xong. Rồi. Bây giờ cái tiếp theo là gì? Bây giờ mình mong muốn là gì? Đưa toàn bộ những cái hình ảnh lên trên cái gì? Lên trên cái thằng frame layout của mình. Thì các bạn biết á, là khi mà các bạn add bất kỳ một cái file nào đó vô trong cái project của mình á, thì nó sẽ quản lý những cái file đó, kể cả hình ảnh, âm thanh hay là video gì đó các bạn add vô á, là nó sẽ theo cái gì? Nó sẽ theo cái ID ha, nó sẽ theo cái ID ha. Tại vì sao mình biết theo cái ID? Đây, mình cho các bạn xem ha. Ví dụ như ở đây mà mình gọi r.mipmap này, mình chấm một cái gì đó. Đây, các bạn thấy ha. Nếu như mà mình chọn cái thằng C1 là có nghĩa là mình đang gọi cái hình ảnh C1, đúng không? Gọi hình ảnh C1 các bạn thấy ở đây nó sẽ mở ngoặc nè bằng 150005, và ở đây nó kiểu in, có nghĩa là gì? Khi mà các bạn add một cái hình ảnh, một cái file nào đó vô trong cái project thì nó sẽ tự động, nó sẽ quản lý những cái file đó bằng ID. Và khi mà mình muốn mà mình gọi những cái thằng đó ra thì mình phải gọi bằng ID luôn. Bằng gọi bằng ID luôn ha, kể cả là gì, các bạn chấm layout thôi. Các bạn chấm layout nè, các bạn chấm layout chấm một cái gì đó, đây các bạn sẽ thấy ha. Activity main nó vẫn là gì? Kiểu in luôn, có nghĩa là nó đang quản lý theo cái ID. Nó quản lý theo cái ID. Thế nên là gì? Ở đây. Thế nên là ở đây ha, mình sẽ xử lý ha, mình sẽ xử lý bằng cái ID luôn. Và ở đây mình sẽ có một cái tập hình ảnh ha. Tập hình ảnh gồm có 5 cái hình như thế này, thì mình phải tạo ra cho nó một cái mảng. Một cái mảng kiểu in, có nghĩa là mình sẽ tạo ra một cái mảng. Mục đích làm gì? Mình sẽ đưa toàn bộ những cái dữ liệu của những cái mảng đó, ở trong cái mảng đó mình đưa vào, đưa vào cái frame layout của mình. Thế nên ở đây mình sẽ tạo cho nó một cái mảng kiểu in. Và mình đặt cho nó là ARR. Rồi, nó sẽ bằng new new kiểu in. Và mình sẽ truyền toàn bộ những cái dữ liệu hình ảnh vô trong cái mảng này. Rồi, ở đây mình chỉ truyền thôi, m.mipmap.c1 đúng không? Rồi. r.mipmap.c2. Rồi, r.mipmap.c3. Đó. Rồi, r.mipmap.c4. Đó, rồi r.mipmap.c5. Đó, các bạn có bao nhiêu hình thì các bạn cứ bỏ vô, các bạn thích bao nhiêu hình thì các bạn bỏ vô. Đó ha. Rồi, enter xuống nha để cho các bạn dễ thấy cái code của mình nè. Đó, như vậy thôi. Rồi, cái này là cái data của mình. Cái data của mình có cái thằng này rồi. Rồi thì sau khi mà mình có data rồi thì mình bắt đầu mình xử lý xử lý cái code của mình. Rồi, xử lý cái code của mình sẽ xử lý như thế nào? Bây giờ mình phải đưa hết toàn bộ những cái thằng này vô trong cái frame layout, thì mỗi lần mà mình đưa vô á, thì mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp vòng lặp để mình gì? Mình sẽ lặp hết toàn bộ những cái thằng này. Mỗi lần mình vô thì mình phải làm mà mỗi lần mà mình add một cái hình ảnh vô trong một cái frame layout á, thì mình phải sao? Mình phải có cái hình ảnh, sau đó mình add vô, có hình ảnh mình add vô, có hình ảnh mình add vô, đúng không? Thế nên ở đây mình sẽ tạo cho nó một cái for each ha. For each, và ở đây nó sẽ là in item.
À rồi rồi. Có nghĩa là mình sẽ lập lập cái mảng này, và mỗi lần lập thì mình sẽ lấy ra một cái hình ảnh để mình add vô trong cái phần làm. Ha, đấy. Rồi vậy thì ở thằng này mình sẽ lập như thế nào? Ha, mình sẽ lập như thế nào ha? Mỗi lần mà mình lập á thì mình thì mình sẽ lấy ra một cái hình ảnh. Ha, lấy ra một cái hình ảnh nha. Vậy thì bây giờ mình muốn hiển thị một cái hình ảnh lên cái layout thì mình sẽ sử dụng cái widget gì các bạn? Sử dụng cái widget gì? Sử dụng cái widget gì để mình hiển thị lên được cái hình ảnh? Thông thường khi mà các bạn thiết kế demo á thì các bạn sẽ sử dụng cái widget gì để hiển thị hình ảnh? Email view, đúng không? Vậy thì ở đây cũng vậy luôn, để mình có thể hiển thị hình ảnh thì mình phải sử dụng email view. Thì thông thường á, các bạn muốn hiển thị là một cái hình ảnh, các bạn muốn xử lý cái hình ảnh đó ha, xử lý cái hình ảnh đó thì các bạn phải gì? Tạo một cái email view ra, đúng không? Rồi sau đó là các bạn đặt ID cho nó, rồi các bạn ánh xài cho nó, đúng không? Nhưng mà bây giờ nó không cho phép mình làm vậy. Không cho phép thiết kế trên email mà mình phải thiết kế hoàn toàn trên Java. Thế nên là đây gì, mình cũng phải bắt buộc là gì? Gọi một cái email view ra ha, mình phải gọi một cái email view ra để mục đích làm gì? Để mình add những cái hình ảnh này nè các bạn. Mình add những cái hình ảnh này nè lên trên cái email view đó, và mình sẽ đưa cái email view đó lên trên cái phần là ha. Thế nên là đây mình sẽ tạo ra một cái email view ha, đặt tên cho nó là IV, và mình sẽ khởi tạo nó ha, new email view, và đây mình sẽ chấm this. Có nghĩa là gì? Mình sẽ khởi tạo một cái email view ngay ở trên cái main activity của mình. Thế nên là cái content ở đây nó sẽ là this ha. Sau khi khởi tạo xong rồi thì mình sẽ set cái hình ảnh. Mỗi lần mà mình lập ở đây nè, mỗi lần mình lập đây mình lấy ra được một hình ảnh, đúng không? Thì mình sẽ set cái hình ảnh mà mình lấy được ha, lên cái email view. Lên cái email view. Vậy thì ở đây mình sẽ là ev.set email resource. Vậy resource ở đây nó chính là cái gì? Nó chính là cái item của mình. Đúng không ạ? Đúng không? Có nghĩa là gì? Cái array này nè, arr này nó chính là một cái mảng hình ảnh. Nó sẽ chứa toàn bộ cái hình ảnh vô trong đó. Thì mỗi lần mà mình lập thì có phải là gì? Mình lấy ra một cái hình ảnh ở trong cái mảng đó, đúng không? Mỗi lần lập thì nó sẽ lấy ra một cái hình ảnh ở trong cái mảng đó. Thì mỗi lần mà nó lấy ra được thì mình sẽ tạo ra một cái email view. Tại vì sao? Tại vì mục đích là nó như thế này nè. Đây, các bạn sẽ thấy là cái thằng này khi mà nó muốn hiển thị lên như thằng này nè. Bình thường khi mà các bạn thiết kế demo á thì các bạn có phải là các bạn tạo ra một cái email view để các bạn add cái hình ảnh con A này lên, đúng không? Rồi sau đó các bạn tạo ra tiếp một cái email view nữa để các bạn add một cái hình ảnh là con 2. Tạo ra một cái email view nữa là hình ảnh con 3, đúng không? Vậy thì những cái thằng này có nghĩa là ví dụ mình có 10 con thì mình phải tạo ra 10 cái email view để mình có thể tạo ra được 10 cái hình ảnh này, đúng không? Vậy thì ở đây cũng vậy ha. Ở đây mình có một cái mảng gồm có 5 cái hình ảnh, thì có nghĩa là khi mà mình sử dụng vòng for này nè, mỗi lần vòng for nó lập thì nó sẽ tự tạo ra cho mình một cái email view để nó add cái hình ảnh đó lên. Thế nên là ở đây các bạn sẽ thấy là gì? Mình sẽ ghi email view ở đây ha, khởi tạo ra một cái email view, và sau đó là gì? Mình sẽ sử dụng cái phương thức là set email resource để mình có thể add cái hình ảnh đó lên ha. Rồi thì sau khi mà mình có cái hình ảnh xong, mình đã add lên cái email view rồi, thì bây giờ mình sẽ làm công việc tiếp theo là mình đưa cái email view đó phải lên cái phần làm, đúng không? Có nghĩa là mình mới khởi tạo, khởi tạo cái email view nó vẫn chưa có đưa vô cái thằng fail out được ha, nó chưa có đưa được gì hết trơn. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đưa. Thì để mà mình đưa được vô trong cái fail layout thì mình sẽ sử dụng một cái thằng, nó được gọi là layout param ha. Thằng layout param nó là cái gì? Layout param nó chính là thành phần nhỏ ở trong cái layout chà. Ví dụ như thế này nè. Ví dụ như thế này ha. Bình thường khi mà các bạn thiết kế một cái giao diện, đúng không? Các bạn add vô một cái test view chẳng hạn đi. Các bạn add vô một cái test view nè. Các bạn add vô một cái button nè. Đấy, ví dụ vậy ha. Các bạn add vô một cái button như thế này. Thì những cái thằng này nè các bạn, một cái thằng này nó chính là một cái param. Một cái thằng này nó chính là một cái param. Có nghĩa là gì? Param nó chính là gì? Nó chính là cái thành phần nhỏ ở trong những cái thằng này. Vậy thì bây giờ mình muốn là gì? Mình muốn là add một cái email view lên trên những cái thằng này, thì đồng thời bắt buộc mình phải gì? Mình phải gọi cái layout param ra. Thế nên ở đây mình sẽ là gì? Frame layout.layout param. Mình sẽ gọi cái thằng layout param này ra nha. Rồi, đặt tên cho nó là param. Rồi, bằng new layout param ha. Và ở đây mình sẽ truyền vô cho nó hai tham số, đó chính là cái gì? Nó chính là kích thước của cái layout param. Có nghĩa là mình sẽ truyền ví dụ như là 400 này. Ví dụ như 400 nha. Ví dụ vậy. Mình sẽ truyền vô một cái kích thước vô trong này nha.
Đấy, ha, 400 400 như thế này. Để mục đích là làm gì? Đây, có nghĩa là nó như thế này này các bạn. Mình có cái frame layout rồi, đúng không? Rồi sau đó là gì? Cái layout param nó sẽ có nhiệm vụ là nó sẽ vẽ cho mình một cái khung. À, một cái khung với cái kích thước là 400 x 400. À, để mục đích là gì? Để mình đưa cái email view lên cái param đó. À, đưa lên cái khung đó để nó hiển thị lên. Đấy, nó như vậy đó ha. Thế nên ở đây mình sẽ có một cái layout param ở đây. À, layout param ở đây. Rồi. Tiếp tục ha. Layout param mình đã có cái khung rồi, nó đã vẽ lên được cái khung rồi. Thì các bạn sẽ thấy á, nó nhận ra một điều nó như thế này. À, nhận ra một điều nha. À, khi mà nó vẽ cái khung như thế này á thì nó sẽ vẽ như sau này, à, nó sẽ vẽ như sau ha. Đâu rồi? Đây ha. Ví dụ như ở đây nó sẽ vẽ lên một cái khung nó như thế này. À, làm sao mà vẽ được cho các bạn xem ta. Chụp hình đi hả? Chụp hình đi. Đây. Mình sẽ chụp cái giao diện cho các bạn xem nha. Rồi edit nó. Rồi đây ha. Ví dụ như đầu tiên là nó sẽ vẽ cho mình một cái khung. Nó sẽ vẽ cho mình một cái khung như thế này. Được không? À, nó vẽ cho mình một cái khung này, là cái chỗ này là cái con A của mình này. À, cái con A đầu tiên của mình đấy. À. Rồi sau đó là gì? Con A của mình là nó hiển thị lên rồi, ok rồi. Bây giờ mình muốn hiển thị cái con 2. Con 2 đúng không? Thì khi mà mình sử dụng cái layer param nữa, à, nó chạy thêm một cái dòng tới cái chỗ con layer param nữa thì nó vẫn tạo ra cho mình một cái khung nó đè lên thằng này. Đúng không? Nó đè lên thằng này. À, tại vì sao? Tại vì sao mình biết nó đè? Tại vì là mỗi lần mà nó tạo ra một cái khung á là nó sẽ tạo ra đúng cái kích thước như vậy luôn. À, đúng cái kích thước như vậy luôn. Thì bây giờ mình mong muốn là gì? Mong muốn là mỗi lần mà nó tạo cái khung á thì nó sẽ lệch một cái khoảng cách nào đó. À, đây các bạn sẽ thấy nó lệch một khoảng cách này. Cái này là cái thằng A của mình đúng không? Thằng A của mình ở đây nó có một cái khung 400 như thế này đi. Rồi sau đó là gì? Cái thằng số 2 mà nó hiển thị ra là nó sẽ lệch cái thằng A là bao nhiêu? Ví dụ như ở đây là 50 dB đi. À, 50 dB thì nó sẽ lờ thằng A, thì khi mà nó hiển thị lên á là nó sẽ đầm đè lên. À, nó nằm đè lên như như thế này nè các bạn. Đâu rồi, đây ha. Thì khi mà nó các bạn mong muốn là gì? Bây giờ mình có cái thằng này rồi thì cái thằng tiếp theo á là nó sẽ nằm đè lên như thế này. Đó, nằm đè lên như thế này ha. Rồi thằng tiếp theo nữa thì nó sẽ sao? Nó cũng nằm đè lên tiếp ha. Ủa, đã mất nữa rồi. Đây ha, đây, nó sẽ nằm đè lên tiếp như thế này. Đó, rồi cái thằng tiếp theo thì nó sẽ sao? Nó cũng nằm đè lên tiếp luôn. Đấy, nó cứ nằm đè lên như vậy. Thì khi mà cái bài mà nó hiển thị lên á thì nó sẽ sao? Nó sẽ có cái chữ A ở đây. Nó chỉ có số 2 ở đây, số 3 ở đây, số 4 ở đây. Đó, ha. Thì mình mong muốn là nó mỗi lần nó tạo ra một cái khung ba ram á thì nó sẽ cách ra một cái khoảng cách. À, vậy thì ở đây để mà mình làm được cái việc đó ha, để làm được việc đó thì mình sẽ tạo cho nó một cái biến y. À, một cái biến y nha, một cái biến in y nha. Rồi, in y ở đây, tại sao mình lại để một cái in y ở đây? Này, tí nữa mình sẽ nói cho nghe. In y ở đây. Và mục đích của thằng in y này mình sẽ làm như sau nè. Ngay cái chỗ mà param ở đây nè, mình sẽ set cái gì? Mình sẽ set margin. Cách sang bên trái. Ha, cách sang bên trái bằng cái gì? Bằng y nhân cho ví dụ như là 50 pixel đi chẳng hạn. À, mục đích nó là cái gì? Đây. À, rồi à, tới đây đi, rồi sau đó là mình sẽ y cộng cộng nha, y cộng cộng nha. Rồi vậy thì tại sao mình lại viết như thế này? Nó như thế này nè các bạn, ban đầu nó chưa có tạo một bất kỳ một cái param nào hết đúng không, thì cái y của nó là bằng không ha, y của nó bằng không thì nó tới ngay cái chỗ lép margin này có phải là nó không nhân 50 đúng không, không nhân 50 nó bằng không, có nghĩa là gì? Nó đang ở cái vị trí này, nó đang ở vị trí này đúng không, đây nó đang ở vị trí này nè các bạn, đây đó. Rồi nó tạo ra một cái thằng, nó không có một khoảng cách nào hết ha. Rồi nó bằng không vậy. Rồi sau đó là gì? Mình y cộng cộng lên thì tiếp tục là nó sẽ quay cái hình số 2 đúng không, hình số 2 ha. Y cộng cộng lên là lúc này là y nó bằng một rồi đó nha, thì nó quay hình số 2, nó tạo ra một cái khung à, cho cái hình số 2. Và ở đây cái led margin nó sẽ bằng cái gì? Y nhân 50 có nghĩa là 1 nhân 50, có nghĩa là nó bằng 50, có nghĩa là gì? Nó sẽ cách cái gì? Nó sẽ cách cái thằng này nè. À, ví dụ như cái thằng này nha, cái thằng này là nó đang sát mép vậy nè, à, sát mép của cái thằng frame layout nha. Đấy, ví dụ như này nó đang sát mép của thằng frame layout nè. Thì cái thằng tiếp theo á, cái thằng tiếp theo ha, thằng tiếp theo ở đây nó sẽ cách cái mép 50 dB. Đó, à, nó cách cái mép 50 dB. Đấy, nó sẽ tạo ra cái thằng màu tím như thế này. À, rồi sau đó là gì?
sau đó là nó y cộng cộng thêm một lần nữa, là có nghĩa là gì? Nó sẽ qua cái thằng này. À, nó qua cái thằng này ha. Qua cái thằng này thì lúc này là y nó bằng 2. Y nó bằng 2 thì khi mà lép mặt kim ở đây nó sẽ là gì? 2 x 50 có nghĩa là 100. Đúng không? 100 có nghĩa là gì? 100 có nghĩa là khi mà ngay cái khúc này, có nghĩa là 100 có nghĩa là nó sẽ cách cái mép của thằng Fermi layout á 100 dB. À, 100 dB thì có phải là gì? Khi mà nó cách như vậy là có phải là gì? Nó cách cái thằng thứ nhất với lại nó cách thằng thứ hai như thế này không? Đấy. Đúng không ạ? Đúng không? Đấy, cái nó cách cái thằng này nè, ở với cái thằng mép của thằng Fermi layout là 100 dB. Nhưng mà mình nhìn vô á thì mình sẽ thấy là gì? Mình sẽ thấy là nó giống như là nó đè cái thằng thứ nhất này là 50 dB vậy đó ha. Rồi sau đó là gì? Cứ tiếp tục là nó sẽ sao? Nó sẽ tiếp tục là nó bằng 3 là 150 đúng không? Thì nó sẽ cách cái mép của cái frame layout là 150. À đấy, 150. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Những cái thằng này nó bắt đầu nó chồng lên nhau. Ha, và mỗi lần mà nó dựng cái khung á là nó sẽ cách 50 dB, 50 dB, 50 dB. Đấy ha, đấy ha. Đó. Đó là cái cách mà tại sao mà ở đây mà mình sẽ là led mekin mà bằng y nhân 50 và đây mình y cộng cộng lên. À, mỗi lần lập thì nó sẽ tăng y lên 1. À, tăng y lên 1 thì khi mà nó nhân ra thì nó sẽ sao? Nó sẽ có cái khoảng cách, khoảng cách giữa những cái thằng này nha. À, rồi, vậy thì ở đây sau khi mà mình đã y cộng cộng lên rồi á thì mình sẽ bắt đầu là gì? Mình đã có xong cái khung rồi đúng không? Thì mình sẽ set cái image view lên cái khung đó. Rồi sau đó là gì? Đưa cái khung đó lên trên cái frame là xong. À, vậy thì ở đây mình sẽ đưa nó ha. Mình sẽ gọi cái image view và mình sẽ set layer param. À, layer param thì mình sẽ set cái thằng param của mình. Đó. Mình sẽ đưa cái image view lên trên cái param của mình. Và cái công việc cuối cùng của mình là gì? Mình sẽ gọi cái frame layout của mình ha. Và mình sẽ add view. Đó. Add cái thằng nào? Add chính là cái thằng image view. Đó, add chính thằng image view ha. Thì ngay lúc này khi mà các bạn chạy lên ha, các bạn chạy lên thì các bạn sẽ thấy là gì? Những cái hình ảnh của mình đó, nó sẽ được hiển thị ra nha. Đấy ha, các bạn sẽ thấy đây ha, nó sẽ bự nè. À, bự lên cho các bạn xem. Ủa, bự hết cỡ rồi hả trời. Rồi, chắc các bạn thấy mà hả? Đấy, các bạn sẽ thấy ha, 2 3 4 5 này, đó ha, nó sẽ chồng lên nhau và mỗi lần mà nó chồng lên á thì nó sẽ cắt ra. À, nó sẽ cắt ra ha. Còn các bạn thích mà nó cắt ra nữa thì các bạn cứ tăng cái thằng này lên thôi. Ví dụ như ở đây mình tăng nó là 100 dB đi thì mỗi lần mà nó chạy á thì nó sẽ sao? Nó sẽ cắt ra. À, nó sẽ cắt ra 100 dB. À, mỗi cái thằng này nha. Được không ạ? Được không? Được ha. Rồi, đó. Đó là cái nguyên cả cái phần bài tập của cái lớp 1 ha, nó cũng chính là cái nội dung mà mình sẽ học ở trong cái buổi số 2 này luôn ha, mình sẽ áp dụng vô trong cái bài tập để cho các bạn dễ hình dung nha. Rồi các bạn nào có thắc mắc gì không? Thắc mắc hỏi han gì không? Không hả? Ok. Rồi vậy thì mình sẽ dừng record ở đây ha, mình sẽ up video lên cho các bạn xem. Và hạn deadline của cái bài lớp này nó sẽ rơi vào ngày 12 tháng 7 nha. 12 tháng 7 là sau một tuần các bạn nghỉ á, là cái buổi đầu tiên các bạn học là nó sẽ là deadline. Thì mình á, mình sẽ chấm điểm như sau ha. Các bạn nộp đúng deadline thì các bạn chắc chắn các bạn sẽ có điểm 10. À, điểm 10 của mình dễ lắm. Các bạn nộp đúng deadline thì các bạn sẽ có điểm 10. Mà càng trễ mỗi ngày thì trừ nửa điểm. Vậy thôi ha, cứ mỗi ngày là trừ nửa điểm nha. Và deadline của bài 1 này nó sẽ rơi vào tại 12 tháng 7 nha. Ok ha. Rồi mình dừng record luôn nha.